xem ngày tốt để khai trương tháng 6 năm 2019 cho các tuổi. Cách xem ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2019. 1. Ngày Bách Kỵ Chánh chọn ngày khai trương tháng 6 năm 2019. Ngày Thọ Tử, Sát Chủ. Tháng 6 năm 2019 có ngày Sát Chủ là ngày 12 tháng 6 tức ngày mùng 10 tháng 5, Canh Thìn, và ngày 24 tháng 6 tức ngày 22 tháng 5, Nhâm Thìn, ngày Tam Nương. Chọn ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cần phải tránh bao gồm các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm, cụ thể là các ngày mùng 5, 9, 15, 24, 29 tháng 6 dương lịch. Ngày Dương Công Kỵ, tuyệt đối tránh ngày khai trương tháng 6 là ngày 7 tháng 6. Ngày Vãn Vong, tháng 6 có 2 ngày Vãn Vong là ngày Kỷ Mão 9 tháng 5 âm lịch tức ngày 11 tháng 6 dương lịch và ngày Tân Mão 21 tháng 5 âm lịch tức ngày 23 tháng 6 dương lịch. Ngày Tứ Lập, tránh chọn ngày khai trương công ty tháng 6 năm 2019 vào ngày Tứ Lập 20 tháng 6 dương lịch. Hai, ngày Hắc Đạo tháng 6 năm 2019 tránh khai trương mở cửa hàng. Để có được ngày đẹp tháng 6 năm 2019 khai trương nên tránh các ngày Hắc Đạo. Các ngày Hắc Đạo bao gồm mùng 1 tháng 6, mùng 3 tháng 6, mùng 7 tháng 6, mùng 10 tháng 6, ngày 13 tháng 6, ngày 15 tháng 6, ngày 19 tháng 6, ngày 22 tháng 6, ngày 25 tháng 6, ngày 25 tháng 6 và ngày 27 tháng 6. 3. Xem ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2019 theo trực tốt xấu. Ưu tiên chọn ngày có trực kiến, khai, thành và mãn kết hợp với hợp tuổi là tốt nhất. Tuyệt đối tránh ngày khai trương tháng 6 năm 2019 có trực trừ, bình, định, phá, nguy, bế. 4. Những ngày tốt hợp tuổi để khai trương vào tháng 6 năm 2019. Địa chi nhị hợp gồm có Sửu với Tý, Dần với Hợi, Tuất với Mão, Dậu với Thìn, Tỵ với Thân, Ngọ với Mùi. Địa chi tam hợp Thân với Tý với Thìn, Dần với Ngọ với Tuất, Hợi với Mão với Mùi, Tỵ với Dậu với Sửu. Địa chi tứ hành xung, Dần với Thân với Tỵ với Hợi, Thìn với Tuất với Sửu với Mùi, Tý với Ngọ với Mão với Dậu. Địa chi tương hại, Dậu với Tuất, Thân với Hợi, Mùi với Tý, Ngọ với Sửu, Dần với Tỵ, Mão với Thìn. Những ngày đẹp khai trương tháng 6 năm 2019 theo tuổi 12 con giáp. 1. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Tý. Ngày đẹp, ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp, ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bính Thân. Các giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. Hai, ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Sửu, ngày đẹp, ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp, ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, ngày đẹp. Ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bình Thân. Các giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 3. Ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Dần. Ngày đẹp, ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp, ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp, ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. 4. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Mão. Ngày đẹp, ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp,
ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bình Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 5. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Thìn. Ngày đẹp: ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bình Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 6. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Tỵ. Ngày đẹp: ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. 7. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Ngọ. Ngày đẹp: ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bính Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 8. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Mùi. Ngày đẹp: ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bính Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 9. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Thân. Ngày đẹp: ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bính Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 10. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Dậu. Ngày đẹp: ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 28 tháng 6 dương, tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bính Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. 11. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Tuất. Ngày đẹp: ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 28 tháng 6 dương,
tức ngày 26 tháng 5 âm, là ngày Bính Thân. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2019 cho tuổi Hợi. Ngày đẹp: ngày 12 tháng 6 dương, tức mùng 10 tháng 5 âm, là ngày Canh Thìn. Các giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 14 tháng 6 dương, tức ngày 12 tháng 5 âm, là ngày Nhâm Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày đẹp: ngày 26 tháng 6 dương, tức ngày 24 tháng 5 âm, là ngày Giáp Ngọ. Các giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ.